Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhé. Hiện tại đang là buổi chiều ngày 12 tháng 11 năm 2019. Thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc kệ tivi cột nho gỗ hương đá có kích thước 2m4. Chúng tôi vừa hoàn thiện thì sản phẩm này cho anh khách hàng là anh Hưng ở tại Cẩm Khê Phú Thọ đây. Thì trước khi chúng tôi bàn giao đến nhà khách hàng, tôi có quay lại một video clip để giới thiệu đến mọi người cũng như là gửi cho anh khách hàng. Thì đây là tổng thể hình ảnh của chiếc kệ đây, quý vị thấy là mẫu rất là quen thuộc chúng tôi rồi. Kích thước là 2m4 và chất liệu là chất liệu gỗ hương đá. Mẫu thì được đục theo mẫu cột nho sóc. Và sản phẩm thì gồm có 4 cánh, 2 ngăn kéo. 4 cánh này được đục chạm theo mẫu là mẫu tứ quý tùng trúc cúc mai. Hoa nở 4 mùa. Yếm là yếm hoa hồng và phía trên là có 2 ngăn kéo. Mẫu rất là quen thuộc. Tôi cũng giới thiệu đến quý vị khá là nhiều nữa. Tôi chỉ quay qua chia lướt qua một vòng sản phẩm cho quý vị xem thôi. Đây là vân gỗ của gỗ hương đá nhé quý vị nhé. Vân hoàn toàn tự nhiên rất là đẹp. Đã hoàn thiện BU bóng mờ rồi. Mọi chi tiết đều được làm rất là kỹ. Đây là phần ván mặt, ván nóc. Đây, kéo đi các bạn nhé. Đó, bên hồng. Đây là phần cánh. Cánh tùng. Bên kia là cúc trúc mai, 4 mùa xuân hạ thu đông. Cái viền cánh thì được chạm những cái riềng, giữa có yếm hoa hồng. Mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 50 86 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và quý vị có thể truy cập vào website đồ gỗ tùng 8.com để xem thêm được những cái mẫu kệ tivi khác cũng như là tất cả những cái sản phẩm đồ gỗ nội thất chúng tôi ở trên trang web đồ gỗ tùng 8.com nhé. Và xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem video clip này. Và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video clip giới thiệu sản phẩm khác của chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại.